làm cây ăn quả mà không có phân này thì không không ổn đâu nhá. Nên là các bạn nào mà đang muốn được cây ăn quả thì cũng nên chăn nuôi để lấy phân nhá, phân để bón. Bón phân chuồng tốt cho cây, với lại quả nó cũng ngon hơn phân hóa học nhé mọi người. Chào mọi người, hôm nay mình đang đi sửa lại cái chuồng lợn đấy mọi người. Cái chuồng lợn này mình làm khá là lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới sửa để thả lợn vào đây nhé mọi người. Mình nuôi lợn để lấy phân để bón cây nhé. Sửa lại máng thôi. Cái chuồng lợn này mình làm khá là lâu rồi nhưng mà chưa có làm máng. Mình làm cái máng ốp gạch cho nó nhé, để nó sạch, để lợn ăn nó sạch. Đấy, ui, quá trời là quả luôn. Còn hồng xiêm thì mùa này đang ra hoa nhé. Hoa thì hoa cái thì còn lại còn hoa được thì dưới hết đấy mọi người. Ở đây hồng xiêm nó ra mấy loại hoa ấy. Đấy, hồng xiêm khá là tốt nhé. Tí mình cắt mấy viên gạch này ra là mình ốp đây. Trước mắt là phải dọn cái chuồng lợn này cho nó sạch sẽ nha mọi người. Dọn cho nó sạch ra thì mới tiến hành ốp được. Bây giờ ta đi dọn thôi. Thank you.
Làm xong rồi đó mọi người, đắp cả máng cả chỗ đủ thức ăn luôn này nhá. Đây, làm xong khô lắm rồi, làm từ hôm qua hôm nay khô lắm mọi người. Hôm nay thả lượn vào đây luôn nhá, chuồng bên kia nó chật lắm. Mình làm mình nuôi lượn để mình lấy phân để mình bón cho cây nhé mọi người. Chuồng này mình dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi này. Đấy, máng đấy, mình mới rửa xong, rửa giấy sạch sẽ này để cho lượn vào và thả lượn này nhá. Đấy, máng hôm qua mình ốp đấy. Hôm nay khô ráo đẹp lắm rồi, chuẩn bị thả lượn đây. Đấy, lượn mình thả ra ngoài để cho nó chạy, nó đang chạy đầy rồi mọi người. Cả lượn mẹ lượn con nhá. Mẹ xuôi ra đây đi mẹ. Đây, cả lượn mẹ lượn con đang đầy ngoài đây. Đấy, đây lượn mẹ nhá mọi người. Đây là con lượn mẹ này, đẻ ra cái đàn con này nhá. Đấy, con sắp bằng mẹ rồi. Ôi, cắn nhau à. Ôi, mấy con bự lắm này nhá. Mấy con giống mẹ nhá, còn mấy con là giống bố. Một trắng là giống bố, một đen là giống mẹ. Tổng ở đây là 9 con đó mọi người. 9 con này cho khá là nhiều phân nhá, tha hồ bón cây luôn nhá. Đấy, hôm trước nó ở cái chuồng này chặt lắm. Bây giờ trước nữa cái chuồng này mình đang nhốt một con đây đấy mọi người. Con này bị mấy con kia nó cắn vào tai đấy. Đấy, cả tai này mình nhốt riêng nhé. Đấy, cắn vào tai thì mình nhốt riêng. Trước ở hai cái chuồng này nhá. Nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, nó chặt lắm. Nên là mình làm cái chuồng kia cho nó rộng. Cái chuồng bên này thì rộng lắm đó mọi người. Rộng hơn chuồng kia mấy mét luôn nhá. Đây. Đấy, hôm qua khá là bể bộn nhưng hôm nay rất là sạch rồi nhá. Sẽ cho đàn chú đàn lợn ở đây. Đây còn hố phân đây nhá, phân này mình lấy mình bón cây đây. Đấy, đẩy phân rồi đó mọi người. Cái này từ từ. Đấy, nó muốn vô nhà nhá mọi người. Mà nó hư lắm, nó muốn vô nhà rồi. Bây giờ mình cho nó vào thôi nhá. Bây giờ mình lấy thức ăn để lừa nó nhá. Lấy thức ăn để lừa nó để cho nó vào thôi. Bây giờ chỉ cần lấy thức ăn lừa nó là nó vào luôn đó mọi người. Đấy, cho vào thôi, con nó phá nát hết chỗ này nhá mọi người. Đây, thức ăn của nó nhá, mình giờ mình lừa nó vào nhá. Đấy, thế là dễ rửa nhá mọi người. Ok. Đấy, bây giờ xong cái nào mọi người. Rất là dễ nhá. Đàn lượn này rất dễ lừa đó. Đây. Đấy. Ở đây tổng là 9 con mà có một con đang nằm bên kia, ở đây có 8 con đấy mọi người. Mấy cái con ở bên kia là nó bị bọn này nó cắn cái tai, đấy rất là. Ở đây có 8 con rồi. Khi nào mình chữa con cái lành rồi mình mới cho vào đây. Sang đây nhá. Chua lên mẹ nó vào chỗ đấy con. Cho nó vào chỗ kia, mở cửa cái nhá. Đấy, để chuẩn bị mẹ nhá. Chua xuống là nó. Mình thả ra để cho nó luộn nhá. Nó kêu đấy. Đấy, vào luôn. Mình thả mẹ ra để cho nó lượn, để cho nó khỏe nhá mọi người. Cho nó ăn cỏ ăn giả cho nó khỏe. Con này thế nhá, con này thỉnh thoảng mình muốn nó thả nó ra nhá, để cho nó lượn cho nó khỏe. Đấy, tha hồ lấy phân tưới cây cho mọi người. Làm cây ăn quả mà không có phân này thì không ổn đâu nhá. Nên là các bạn nào mà đang muốn được cây ăn quả thì cũng nên chăn nuôi để lấy phân nhá, phân để bón. Bón phân chuồng nó tốt cho cây, với lại quả nó cũng ngon hơn phân hóa học nhá mọi người, bền cây đấy nhá. Béo ú luôn nhá, con nào con ấy béo ú luôn. Bây giờ mình pha khám mình ăn nhá, nhà mình nấu khám nhá. Nên là mình cho ăn bột công nghiệp, cho ăn ít thôi. Đây khám của nó đây mọi người.
mình nấu dâu khoai lang nhé, khoai lang nhà mình trồng ở trong vườn cây ăn quả luôn nhé. Đấy, mình nấu dâu khoai lang với lại bột ngô. Đây mình pha thêm nhá, mình cho ăn cám công nghiệp ăn ít nhá, không ăn nhiều, ăn ít để cho nó nhanh nhanh lớn tí thôi. Bây giờ mình pha vào, đây có cám công nghiệp mình ủ, mình ngâm đây cho mọi người nhá. Mình pha thêm 2-3 muỗng này vào để cho nó ăn bớt cám công nghiệp nha mọi người. Để sâu thịt ăn cho ngon nhá. Đây. Đấy, 8 con một xô này đầy đó mọi người. 9 con đấy, còn một con đang đầu tai đây nằm bên kia. Đấy, khá là đặc đó mọi người. Bây giờ ta cho đi ăn thôi nhá. Thử cái máng mới nữa xem như thế nào. Máng mới là có hành tráng, chuồng mới là có hành tráng đó. Khá là nặng nhá mọi người. Đây, các chú thèm ăn lắm rồi. Máng mới luôn nhá. Đấy, thử máng mới luôn. Chưa biết được ăn à. Pha thêm nước cho mọi người, hơi đặc nhá. Đấy, thoải mái chưa? Bây giờ cho con lợn bên kia ăn nhé mọi người. Cho con lợn bé bên kia ăn nhé. Bây giờ trời sắp tối mất rồi. Đấy, còn tí này cho con lợn bé bên kia ăn. Con lợn này không bé đâu, con lợn này cũng bự rồi đấy. Nhưng mà nó bị rồi. Bọn kia nó cắn tai nhá. Đấy, một mình cô đơn chưa. Trời sắp tối rồi mọi người. Đấy, một mình nó thì cho ăn ít đấy mọi người. Tí này cho con lợn này ăn nốt. Nuôi chăn nuôi để lấy phân nhé mọi người. Lấy phân để mà bón cho cây nhé. Đặc quá thì pha thêm nước cho mọi người. Rồi máng này có hoành tráng luôn nhá. Thoải mái luôn. Lợn mấy kêu. Giờ mình cho con lợn mẹ này ăn nhé mọi người nhé. Con lợn mẹ này thì cho ăn mình cám gô nhá, không cho ăn cám công nghiệp đâu. Mình pha con lợn mẹ này một muỗng cám gô này là được. Đàn lợn thịt kia thì cho ăn thêm cám công nghiệp, nhưng mà con lợn mẹ này thì không cho ăn cám công nghiệp. Chỉ cho ăn cám ngô không, cám ngô nấu với dâu lang nhá, dâu khoai lang ấy, trồng ở vườn trên vườn cây ăn quả của mình trồng khá là nhiều nhá, mình trồng sen dâu khoai lang ấy để lấy thức ăn cho lợn. Rồi lợn lấy phân bón cho cây luôn, không cần mất tiền mua phân hóa học nữa nhá mọi người. Đấy, ok. Bây giờ 6 giờ tối rồi. Ngoài mùa hè 6 giờ là sắp tối rồi mọi người. Tối lắm rồi, 6 giờ tối rồi nên là không còn rõ nữa nhá. Còn em lợn này thì đang ở đây một mình. Một mình đơn côi đây nhá. Đấy. Tối nay các bạn kêu oáng làng lên. Đấy mọi người xem ủi bên kia kìa. Quả quá trời quá đất đây, bên này nè. Hồng xiêm mùa này đang ra hoa nhá mọi người. Đấy, ủi quá trời quá đất luôn nhá. Đây. Phần lợn bón bằng phần lợn cá đấy, hồng xiêm xoài này. Tốt ngút lên. Đấy. Ủi thì quá trời quá đất quả luôn này. Đấy, vườn của mình đấy. Tít tít trên kia nhá mọi người. À, video này mình chia sẻ đến đây thôi nhá. Mọi người xem kênh thấy có ích thì
đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ video của mình nhé. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ấy.